Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Cuốn video này tôi thực hiện là ngày 31 tháng 5 2021 tại vườn cảnh anh Bùi Toản, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Tác phẩm đầu tiên tôi giới thiệu với các bạn là một cây tùng La Hán tầm nhỏ. Đây. Vâng, cái bệ cây tùng này nổi lên đẹp quá nhỉ. Cây tùng này mà giao lưu giá nào anh Toản ơi? Cái này giao lưu giá là 9 triệu. Giá 9 triệu. Vâng. Quá hợp lý nhỉ. Vâng, và đây là số điện thoại của anh Bùi Toản nhá, để chúng ta giao dịch này. 0969 114 131. Cái này mà để trước cái nền phông nữa thì quá đẹp. Đằng sau nó khuất bóng của cái cây tùng phía sau. Vâng, tiếp theo đến một cây mai chiếu thủy. Vâng, chào anh nhé. Cây mai làm kỹ quá nhỉ, tất cả những cái này già lên tận răm, làm kỹ quá rồi. Khá đẹp. Vâng, đẹp quá, làm kỹ thế này cơ mà. Ừ. Dòng cây lá lớn à? Đế là 105. Vâng, 105. Thân của nó là 63. 63. Kéo chiều cao này, cây này luồn lực. Chiều cao của mặt trọng lên là 60. Đấy, 60 rồi. Là 1m18. 1m18 à? Dạ. Bay rất là bay.
Trường Hoành. Vâng, anh Toản đứng yên, tôi xin kiểu ảnh nhé. Rồi, chụp này. Rồi, đẹp quá, cây mai quá đẳng cấp. Vâng, và đây là phía đối diện của cây mai. Vì tôi thực ra tôi thấy ngỡ ngàng quá đẹp, và tôi phải xoay thật kỹ các phía này. Những cái lu lên như thế này mà. Lì hết rồi. Cái chỗ sẹo đầy mà đậy đầy lại xù xì như thế này, như đá như này. Vâng, đây là phía đối diện. Vâng, chúng ta chuyển tiếp đến cây tùng La Hán. Cây này mà giao lưu giá bao nhiêu anh Toản đây? Giá 16 triệu thôi. 16 triệu. Rồi. Vâng, chơi những cây tùng này cũng tầm vóc vừa phải. Hai người khiêng được. Ok. Vâng, tôi chuyển tiếp đến một số những cây tùng La Hán ở khu vực này nhé. Phải nói là những cây tùng này có cái bệ rễ và những cái thân đi rất là quái này, rất là kỳ dị. Và một số những cây tùng tầm nhỏ nhỏ, một hai người bê nhìn rất khéo như thế này. Nhưng bóng lọ quay cái hũ gạo là tôi phải nói á. Cái hũ gạo à? Hũ gạo là tôi lọ xem. À. Đấy là hũ gạo của nhà tôi chứ nhà anh đâu? Của nhà ông ấy. À, tức là tôi quay nhà tôi. À thì anh bảo hũ gạo nhà tôi tưởng là hũ gạo của nhà anh. Tôi chả đi đâu được thì tôi bê hũ gạo nhà tôi đem ra tôi kiểm tra xem còn được ăn được mấy bữa nữa.
Hóa ra là vẫn còn đầy. Và các anh đến để giao lưu cùng với vườn anh Bùi Toản đang tán về cái hũ gạo nhà tôi. Cũng vui đấy. Mình làm cây bonsai nhưng phải nói là có những cái giải trí rất thư giãn, rất là tuyệt vời. Và chúng ta đến tiếp với cây tùng mà có tầm vóc. Khả năng cây tùng này sẽ là lớn nhất trong vườn anh Toản thì phải. Đúng không anh? Có phải cây này lớn nhất không? Vâng, lớn nhất trong khu vực. Lớn nhất trong vườn của anh em à? Đấy. Bệ này rất đẹp nhá. Vâng, đây chính là cây tùng mà nói về tổng thể chiều cao, rộng tán và vanh gốc là lớn nhất trong tất cả các cây tùng La Hán tại vườn anh Bùi Toản. Và chúng ta chuyển tiếp đến một bóng cây tùng thấp hơn, nhưng cây này với dáng trực lắc mà tất cả những cái điểm chia tay theo cái góc lượn của thân rất là tuyệt vời đây. Cây này mà giao lưu giá bao nhiêu anh Toản ơi? Giá bao nhiêu? 25 triệu. 25 triệu. Vâng, anh đo cái kích thước này. Thân 51. 51. Rồi, vành bệ dưới. Vành bệ dưới là 88. 88. Tổng chiều cao là được 80 không? 75 à? Vâng. Tổng thể là 98. Vâng, với giá báo là anh vừa báo là bao nhiêu? 25 triệu. Đây chú này, còn mặt chính mặt tiền lên. Đây nó bị báo cho khách là bị cháy chút. Vâng, chỗ đây nó bị nhưng mà sẹo nó kéo hết chục 1 triệu đó. Rồi. Bị cháy vỏ nhưng mà cái mép đã đang vê đang bò. Vâng. Vâng, và đây là số điện thoại của anh Bùi Toản để chúng ta giao dịch nhé. 0969 114 131. Vâng, tiếp theo chúng ta đến với một số những cây tùng nữa. Cây này tầm vóc kích thước cũng như cây tôi vừa mới chia sẻ với các bạn. Và cây này giá bao nhiêu anh? 16 triệu. Và giá 16 triệu. Bác có
Ông cho về đây. Ờ, cháu về nhá. Sinh đi xa nha. Vâng. Xem vào tận miền Tây mình biết. Có chứ. Bây giờ nó đang dịch chứ, nếu không thì anh em người ta lại đang mời tháng sau tôi vào khu vực Bình Định, Phú Yên và Quảng Ngãi, Quảng Nam. Đi khắp hết. Đi vùng duyên hải miền Trung. Chắc là tầm nếu mà dịch mà ổn định càng sớm thì tôi đi sớm, không thì phải tháng nữa. Tháng nữa có ổn định được. Một cái này. Tính khởi điểm từ Đà Nẵng, sau đó vào Bình Định, Phú Yên. Bye bye. Bye bye. Và chúng ta chuyển đến một tác phẩm Mai Chiếu Thủy. À, tôi có một cái nhận xét chung như các cái cuốn video trước tôi có nói chuyện với các bạn, là riêng vườn anh Bùi Toản này thì đẹp từ cái đôn này cho lên đến chậu này, mà toàn chậu đặc sắc luôn, gắn với tác phẩm luôn, rất là kỹ. Những cái bộ, những cái sản phẩm ở đây về chúng ta chỉ có sẵn chơi. Vâng, anh đứng phía ở đây anh đo hộ cái xem này. Rồi. Bệ đó là 1m05. 1m05 bệ. Trên thân là 58. Cây này cũng rất là lùn đấy. Với chiều cao thì có đến 50 không? 46 à? Chiều ngang tàn 90. Vâng. Đây rồi. Cây này có báo giá luôn chứ? Cái này ai có gì... Ai yêu thì alo hả? Vâng. Còn bạn gái thì báo giá rẻ hơn à? Không có thể thế đấy chú ạ. Vâng. Vâng, nói về dòng Tùng La Hán thì vườn của anh Bùi Toản còn rất nhiều. Cái tác phẩm ở góc khu này tôi sẽ đi lướt qua, chúng ta cảm nhận được cái bóng dáng của những cây tùng cũng không kém phần rất là đặc biệt. Ví dụ như những cây này. Và trông cứ như là chú hải cẩu đang nằm phơi nắng. Các bạn mà đến được trực tiếp thì sẽ lựa chọn được nhiều hơn. Đỗ Sinh cũng chỉ quay được cái phần số cây cơ bản. Còn khu vực này thì có những cây còn nuôi tày nọ, có cây cần nuôi ngọn, có cây thì còn đang gia cố tiếp vào kẽm. Cho nên là chúng ta mà có đến để lựa chọn được thì sẽ có một cái ưng ý hơn. Rất tuyệt vời đây. Đấy. Và số lượng cây Tùng La Hán không phải là ít mà là rất nhiều và rất nhiều.
Và một lần nữa tôi tiếp tục đăng tải cái số điện thoại của anh Bùi Toản để chúng ta giao lưu nhé. 0969 114 131. Vâng, đến đây Đỗ Sinh xin kết thúc cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp những cuốn sau. Tiếp tục mời các bạn giao lưu cùng với vườn anh Bùi Toản, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Số điện thoại của anh Bùi Toản trong video tôi đã đọc 2-3 lần. Và trên cái lời dẫn của từng cuốn video, lời giới thiệu, và Đỗ Sinh cũng sẽ có số điện thoại của anh Bùi Toản. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúng ta tiếp tục ở những cuốn sau.